Từ ngày 27 tháng 8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thuốc kháng virus Monopiravir vào cộng đồng để điều trị cho F0. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về loại thuốc này. Thuốc Monopiravir là sản phẩm được phát minh bởi Drug Innovation at Emory, một công ty công nghệ sinh học phi lợi nhuận thuộc sở hữu của Đại học Emory và đang được phát triển bởi hãng dược phẩm Merck của Mỹ, cộng tác cùng công ty Rickbeck Biotherapeutics của Đức. Ban đầu, Monopiravir được phát triển để điều trị bệnh cúm, song các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy hợp chất này có những tác động trực tiếp với SARS-CoV-2, làm giảm đáng kể lượng virus này trên cơ thể người bệnh. Monopiravir hoạt động ở cấp độ phân tử, được kích hoạt thông qua quá trình chuyển hóa trong cơ thể, tiến hành kháng virus thông qua việc đưa vào các lỗi sao chép trong quá trình sao chép RNA của virus. Viên nang Monopiravir đã được thử nghiệm lâm sàng trong quá trình điều trị COVID-19 tại Mỹ và Ấn Độ với kết quả hết sức khả quan. Qua 3 giai đoạn thử nghiệm, thuốc đã mang đến thành công trong việc giảm tải lượng virus một cách hiệu quả với kết quả ngày thứ 5, lượng âm tính RT-PCR đạt đến 78,3% ở nhóm thử nghiệm, so với 48,4% so với người chăm sóc tiêu chuẩn. Đến ngày điều trị thứ 10 và 14, những bệnh nhân còn lại đã cho kết quả âm tính với RT-PCR, không chỉ cải thiện lâm sàng mà thử nghiệm còn cho thấy sức khỏe của bệnh nhân hồi phục một cách tuyệt vời, đồng thời khẳng định tính an toàn của thuốc, không có tác dụng phụ hay bệnh tật nào được quan sát thấy trong và sau thời gian điều trị COVID-19. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đầy tích cực với 360 bệnh nhân sử dụng thuốc trong 2 giai đoạn thử nghiệm. Cụ thể, 160 người tham gia giai đoạn 1 đã cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đồng thời làm sạch hoặc làm giảm tải lượng virus ở bệnh nhân mắc COVID-19 vừa và nhẹ sau 5 ngày điều trị. Nhờ đó, tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong cũng giảm đi rõ rệt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư khoa y Đại học New South Wales, Australia, giám đốc chương trình nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan cho biết, thuốc Monopiravir đã nằm trong radar quan tâm của giới nghiên cứu cả năm qua. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn phân tích, Monopiravir là thuốc kháng virus, tức là cùng họ với Remdesivir, vốn đã được phê chuẩn cho điều trị COVID-19, nhưng cơ chế thì khác nhau. Sau khi uống, Monopiravir sẽ vào tế bào và hoán chuyển thành những mảng RNA. Những mảng RNA này sẽ liên kết với các chất liệu di truyền RNA của virus, làm vô hiệu hóa khả năng nhân bản của virus. Tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm đã sản xuất và tài trợ cho chính phủ hơn 2,3 triệu viên Monopiravir, sử dụng điều trị miễn phí cho 116.000 bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngay khi nhận thuốc kháng virus về, các trạm y tế lưu động, tổ đội y tế cơ sở phát các túi thuốc đến F0. Trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị các triệu chứng sốt, ho, long đờm, thuốc điều trị các biến chứng đông máu, vitamin C. Đội y tế khi phát thuốc cần nhấn mạnh, trong túi thuốc có thuốc điều trị kháng virus để người dân yên tâm. Dự kiến đến ngày 28 tháng 8, sẽ có thêm 1,7 triệu viên 200mg, đủ cho 50.000 liều, sẽ được đưa về Việt Nam. Đồng thời, các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu để sử dụng trong chương trình vào đầu tháng 9 năm 2021. Sau khi thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế sẽ xem xét để tiếp tục triển khai mở rộng áp dụng chương trình với các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân tại các địa phương đang có dịch. Thời gian qua, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế mô hình bệnh tật, gần 80% bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng. Bộ Y tế đã liên tục cập nhật các phác đồ về quản lý, chăm sóc, điều trị, đảm bảo để các trường hợp F0 tại nhà và cộng đồng được tiếp cận chăm sóc điều trị một cách tốt nhất. Trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng, các trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ sẽ được cán bộ y tế tư vấn giải thích về chương trình. Sau khi đồng ý tự nguyện tham gia chương trình bằng văn bản, sẽ được phát một túi thuốc Home Based Care. Cùng với túi thuốc là một tài liệu hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế, Sở Y tế về tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe và liên lạc với bác sĩ phụ trách cơ sở y tế trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng trở nặng để được trợ giúp. Sau 5 ngày, tất cả bệnh nhân sẽ được đánh giá về tỷ lệ âm tính với SARS-CoV-2 và tỷ lệ bệnh không diễn tiến sang mức độ nặng hơn. Trong suốt thời gian 14 ngày, bệnh nhân sẽ được theo dõi về triệu chứng của bệnh COVID-19 và các tác dụng phụ nếu có của thuốc. Việc triển khai cũng như kết quả của chương trình sẽ được ghi nhận, đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia cán bộ y tế theo một đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam, việc hỗ trợ người bệnh F0 điều trị tại nhà và cộng đồng được tiếp cận y tế một cách nhanh chóng, chủ động, góp phần giảm tải trong điều trị, giảm tử vong là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Hy vọng rằng thuốc Monopiravir sẽ sớm phát huy tác dụng, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, giảm các biến chứng, từ đó giảm tải cho các tầng điều trị các bệnh nhân nặng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin. Đừng quên giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!